Xin giới thiệu với các bạn một số mẫu cái mẫu cầu trục xe lôi có lái và trục thẳng đằng sau. Loại có phanh và loại không phanh. Ở đây em bán cái loại Meyer đằng trước. Meyer trục xe lôi này, Meyer này thì các bạn về chỉ việc hàn cái ống 60 vào đây là xong thôi. Đấy. Nó có vòng bi sẵn rồi. Cái này nó là hàng xịn các bạn nhé. Hàng này nó dùng bi côn, bi đũa đấy. Đây, trục này, Meyer này, ở trong này là bi đũa nhá. Bi đũa nó rất là khỏe, cái này các bạn chạy 2 tấn rưỡi đổ lại không vấn đề gì hết. Cốt trục rất là to này. Cốt trục thì 25-30. Đây, hàng này hàng nhập khẩu luôn các bạn nhé, không phải là hàng gia công trong nước, tất cả những cái hàng này luôn. Cầu này thì bên em có loại dài 1 mét và 1 mét 1. Đây, cầu trước thì có hai loại dài, một loại không phanh và có phanh, chiều dài các cỡ luôn, phù hợp với các dòng bánh có tim ốc 70 nhé. Tim ốc bánh 70 và bánh 400-12 và bánh 500-12. Mọi chi tiết thì liên hệ 0983 818 955. Đấy. Trục cầu là tăng bua 180 này, loại này 180 này. Tất cả đều tim ốc 70, riêng có cái loại này là tim ốc 81 này. Đấy, riêng cái cầu trục lôi này là 81 này, bánh xe 5 tạ là vừa luôn này. Đấy. Còn cầu trước loại trục lôi không phanh hàng nhập này thì nó có hai loại, ốc 70 và ốc 81. 8 11,3 thì chuẩn hơn, còn 8 x 11 thì nó là hàng ATV thì không phải. Nó có loại 7 x 10 và loại 8,1 nhân với 11,4 cm. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 5955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.